Ba lĩnh vực người Do Thái dù nghèo đến đâu cũng sống chết phải đầu tư, tiền nhiều hay không, hơn nhau ở cái tầm. Người Do Thái thường được coi là những doanh nhân số một thế giới, trong bất kể tình huống nào, họ cũng đều sẵn sàng đầu tư vào ba lĩnh vực sau. Người Do Thái tin rằng chỉ có kiếm tiền bằng trí tuệ mới là cách nhanh nhất để làm giàu thực sự. Thực tế cho thấy, dù tỷ lệ dân số người Do Thái chỉ chiếm 0,3%, nhưng họ lại chính là những người nắm giữ huyết mạch của nền kinh tế thế giới chiếm 17% giải thưởng Nobel và 30% của cải thế giới. Người Do Thái cũng chiếm một nửa số doanh nhân giàu có nhất thế giới và một phần 3 triệu phú Mỹ, 18 trong số 40 người Mỹ giàu nhất của Pháp là người Do Thái. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến là vua giàu mọ Rockefeller, cá sấu tài chính Soros, đại gia tài chính phố Wall Morgan, tỷ phú đỏ Hammer, ông hoàng báo chí Bullard đây, đều là những đại diện ưu tú của một công ty. Người Do Thái có quan điểm độc đáo về tiền bạc đối với nhóm này dù nghèo đến đâu họ luôn sẵn sàng vung tiền vào ba lĩnh vực với tham vọng hái ra tiền một chi tiền cho tin tức trước hết bạn phải hiểu bỏ tiền để xem tin tức ở đây là bỏ tiền để nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng nhất người do thái nổi tiếng với việc thu thập thông tin kinh doanh thứ vốn được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất chẳng hạn một dự án tàu điện ngầm sắp được triển khai vậy lối vào và lối ra ở đâu và được quy hoạch như thế nào là những tin tức chúng ta cần biết nếu một doanh nhân biết về nó anh ta sẽ mua đất xung quanh khu vực đô thị với giá rẻ trước khi bất kỳ ai khác biết khi dự án tàu điện ngầm khởi công giá đất quanh khu vực sẽ tăng chóng mặt đó là giá trị của việc nắm bắt tin tức nhanh chóng để làm giàu bạn phải có tư duy múi giờ cùng là một tin tức nếu biết trước bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn giống như jim người mỹ gốc do thái này nhận thấy khi chơi gôn rất nhiều người mắc lỗi và để bóng rơi xuống hồ vì muốn biết rõ nhiều thông tin hơn anh đã đầu tư thuê thợ lặn để xác định lượng bóng trong hồ sau khi xác nhận thông tin, anh bắt đầu trục vớt những quả bóng gôn rơi xuống hồ, làm sạch, xử lý, bán lại và thành lập công ty tái chế bóng gôn của riêng mình. Sau khi có thông tin rằng Jim đang nhặt những quả bóng từ đáy hồ và bán chúng, rất nhiều người bắt đầu đến đây để làm điều tương tự. Nhưng không ai kinh doanh được lớn như Jim. Từ câu chuyện của Jim, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của việc tư duy múi giờ trong cách làm giàu của người Do Thái. Bạn biết tin tức càng sớm, cơ hội kiếm tiền của bạn càng cao. Hai, Tiêu tiền vào các mối quan hệ Điều thứ hai là người Do Thái luôn sẵn sàng chi tiền cho các mối quan hệ. Có câu, 20 tuổi kiếm tiền bằng sức khỏe, 30 tuổi kiếm tiền bằng trí óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ. Lai Su Hui là một người môi giới bất động sản, phụ trách việc bán các căn hộ trong các tòa nhà tại Trung Quốc. Khách hàng khi muốn tìm hiểu thông tin về dự án thường sẽ hỏi bác bảo vệ ở cổng. Biết được điều này, Lai Su Hui chủ động kết giao với các nhân viên bảo vệ, mời họ đi ăn tối, thậm chí tặng quà sau mỗi chuyến công tác. Theo thời gian, họ trở thành bạn bè vì vậy khi có người hỏi nhân viên bảo vệ về các căn hộ trong tòa nhà người này thường giới thiệu với họ lai suhui cứ như vậy cô luôn là người đầu tiên khách hàng liên hệ để được tư vấn từ câu chuyện của lai suhui chúng ta có thể hiểu tầm quan trọng của sự kết nối các mối quan hệ giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn đặc biệt việc kết bạn với những người xuất chúng hiểu được quan điểm ý tưởng và cách suy nghĩ của họ sẽ giúp ích nhiều hơn cho sự phát triển của chúng ta hãy nhớ rằng bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn dành nhiều thời gian nhất ba trả tiền để học thế giới luôn mang đến cho người do thái một bên là của cải một bên là trí tuệ sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là đặc điểm nổi bật nhất của người do thái để đạt được mục tiêu này họ luôn duy trì một truyền thống tốt đẹp là coi trọng giáo dục các bậc cha mẹ do thái luôn nuôi dưỡng tình yêu và niềm đam mê đọc sách ở con mình khi chúng còn nhỏ quan niệm trí thức là của cải đã in sâu trong suy nghĩ của họ trí tuệ tuyệt vời tự nhiên sẽ sản sinh ra có nhiều ý tưởng kiếm tiền Vậy nhưng, nhiều người cả đời theo đuổi sự giàu có nhưng lại không biết tích lũy kiến thức, phát triển tư duy của bản thân mà luôn xoay quanh lối suy nghĩ hạn hẹp. Bản thủ, tích lũy kiến thức là một con đường dài, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân sẽ giúp bạn đi nhanh hơn. Đó đồng thời cũng là chìa khóa dẫn đến thành công, mở ra một cuộc đời giàu có. Cho dù bạn nghèo đến đâu cũng đừng bao giờ từ bỏ việc chi tiền cho ba thứ trên, do dự có thể khiến bạn mất đi cơ hội đột phá trong sự nghiệp.